Kính thương bà anh chị em. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là Chúa nói với chúng ta đừng sợ. Nếu chúng ta đã kinh qua những thử thách trong cuộc sống thì chúng ta thấy hình như trong người của chúng ta ít nhiều đều có những lo lắng, lo sợ. Mà vì thế lời Chúa nói với chúng ta hôm nay trong bối cảnh khi Chúa nói với các môn đệ, anh em đừng sợ. Khi Chúa bảo các ông hãy đi loan báo tin mừng thì các ông lo sợ vì có những người chống đối, vì bị bách hại rồi có thể bị giết chết. Ở trong bối cảnh có những người thù địch như thế, không lo sợ cũng là lạ và ngẫm đến cuộc sống của chúng ta hôm nay kinh nghiệm cho chúng ta thấy ít nhiều chúng ta cũng lo sợ lo vì tuổi già đến với chúng ta lo vì những cơn bệnh làm cho chúng ta sợ hãi vì tiến dần tới cái chết ngay cả chuyện sóng gió bão bùng chuyện động đất sóng thần chiến tranh dịch bệnh cũng làm chúng ta lo lắng, lo sợ. Người thì nhẹ nhàng hơn thì cũng lo cơm áo gạo tiền, có những lúc làm chúng ta thấy khổ mà sợ. Có những người sợ những điều rất là mình gọi là không đáng sợ nhưng vẫn sợ. Sợ rắn, rết, sợ gián, sợ chuột. Hóa ra cái lo, cái sợ trong con người ta là có thật. Sợ nhiều lúc làm cho chúng ta rúm gió lại Như kiểu là chúng ta là người Kitô tô hữu Đi đám tiệc, đi ra hàng quán Làm dấu thôi cũng làm cho chúng ta sợ Sợ người khác nhìn mình bảo Thời buổi này mà còn mê tín mà còn đi theo đạo chăng? Rồi ngay cả có những lúc mà gặp những điều thật, những điều cần phải nói, cần phải sống, chúng ta vẫn sợ mà không dám sống, không dám sống sự thật, không dám đối diện với sự thật vì sợ thiệt thòi, thật thà ăn cháo nó nháo ăn cơm mà. Có những cái sợ dù là nhỏ như thế nhưng nó vẫn làm cho chúng ta cò rúm lại và nhiều khi không thể hiện được con người của chúng ta con người kitô hữu bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy kinh nghiệm của ông jeremia ngôn sứ của thiên chúa người được thiên chúa kêu gọi đi nói lời thiên chúa ấy thế mà khi loan báo về thiên chúa sự thật của Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ trừng phạt những ai đối nghịch với Thiên Chúa. Thì ông bị anh em, bạn bè, rồi dân chúng, đồng bào đi tới bách hại. Sự bách hại này làm ông sợ hãi và ông nói thế này, ông tâm sự thế này. Con nghe biết bao người vu cáo kìa lão tứ phía kinh hoàng Hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bè bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Ngay cả những người thân thích, bạn bè, đồng bào cũng rình xem ông vấp ngã. Hãy nói một cách khác, cuộc sống của chúng ta hôm nay biết bao nhiêu sự khốn khó bủa vây chúng ta Kể cả những người thân thích nhất Cũng có thể làm cho chúng ta sợ Sợ không dám tâm sự Sợ không dám nói Sợ vì điều bí mật Điều riêng tư của chúng ta nói ra Rồi cũng bị người ta bêu diếu Kinh thương bà anh chị em Bài tin mừng thì lại cho chúng ta thấy Các tông đồ cũng sợ khi đi loan báo tin mừng các ông sợ, sợ bị người đời bách hại, sợ bị người đời giết chết. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy, cái sợ hãi nhất trong chúng ta mà nó đeo bám chúng ta ấy là cái chết. Vậy thì làm sao có thể thoát được nỗi sợ hãi bây giờ Jeremia trong bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy chỉ có thể cậy trông vào thiên chúa phó thác tin tưởng ở nơi thiên chúa vì thiên chúa mới có đủ quyền năng cứu độ chúng ta vì thiên chúa mới là đứng trang chiến binh gìn giữ canh chừng và chiến đấu cho chúng ta ở trong thiên chúa chúng ta ẩn thân vì chính người sẽ là đứng cứu độ chúng ta cái chết là thứ làm cho chúng ta hoang mang sợ hãi nhất. Thì Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt sự chết để cho chúng ta được sống. Và cũng chính Đức Giêsu Kitô, người mà hôm nay đã động viên khích lệ các môn đệ đừng sợ vì có Thầy ở đây và nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa, ấy là ngay tóc trên đầu của anh em Thiên Chúa cũng đếm cả rồi đây là sự quan phòng của thiên chúa và chúa sư Xu nói với chúng ta đừng sợ những kẻ có thể giết thân xác của anh em nhưng không giết được linh hồn của anh em đi cho tới cùng thân xác của chúng ta rồi nó sẽ chết nhưng mà linh hồn thì nó còn mãi điều quý trọng ở chỗ là những người hay những sự khó có thể làm cho thân xác của chúng ta khốn khổ vất vả gian nan lận đận nhưng mà linh hồn của chúng ta ở trong tay thiên chúa thiên chúa sẽ cứu độ chúng ta thiên chúa sẽ giải thoát chúng ta nếu chúng ta tin ở thiên chúa chắc chắn chúa sẽ cứu chúng ta nếu chúng ta tin ở thiên chúa chúng ta được mời gọi bước đi trong đường lối của thiên chúa mà đường nối của Thiên Chúa kính thương bà anh chị em ấy là sống ngay lành công chính thánh thiện ở Thiên Chúa chúng ta biết những người công chính thánh thiện những kẻ sống ngay lành sẽ được Chúa chúc phúc sẽ được Chúa cứu ngay à, ngay cả ở giữa thế gian này những người ngay lành vẫn được người ta nói thế này người lành trời dành phúc cho nếu như ở giữa đời người lành người tốt lành thánh thiện trời còn dành phúc cho húng hồ là những người là đi theo chúa tin tưởng ở nơi chúa phó thác cậy trông ở nơi chúa thì chắc chắn chúa sẽ dành phúc cho ngay cả khi có những sự khốn khó mà chúng ta tưởng như là đang đè bẹp chúng ta thì ở giữa dân gian cũng có câu thế này Đức nhân thắng số Hóa ra có khó khăn có gian nan đấy Nhưng mà người đạo đức tốt lành thánh thiện Thì còn thắng được cả số nữa những điều trời định cho chúng ta Rồi trời nhìn vào sự tốt lành thánh thiện của chúng ta Sự đạo đức của chúng ta Rồi thờ trời cũng thay đổi quyết định Đức nhân thắng số Vậy thì kính thương bà anh chị em đường nối của thiên chúa còn dạy chúng ta phải sống thật thà ngay thẳng sống bác ái sống yêu thương thật thà các cụ ta bảo là cha gian dối vừa rồi chúng ta mới chỉ biết gọi là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt nhưng chúng ta phải biết đến một điều hơn nữa ấy là thật thà còn là cha gian dối cơ nếu sự gian dối làm cho chúng ta đạt được cái mục đích của chúng ta trong một thời hay một khoảng khắc nhất định như là lừa gạt man ché dối trá để có thể đạt được thành tích trong một đoạn một khoảng nào đó nhưng mà thật sự trong thâm tâm của chúng ta cũng chẳng có bình an có ai ở đây đã từng nói dối không đã từng gọi là lừa người chưa nhưng mà Lừa thì lừa được thật Nhưng có bình an không? Lừa thì lừa thật Nhưng mà sống không một chút bình an nào Điều này mới thấy các cụ nói cũng có lý Thật thà là cha gian dối ở chỗ đó Hay là lời Chúa nói với chúng ta Sự thật sẽ giải thoát anh em Sự thật sẽ giải phóng anh em Nếu như bây giờ chúng ta có nhiều điều phải sợ hãi thì sự thật ở trong thiên chúa sự công chính thánh thiện sẽ giải thoát sẽ giải phóng chúng ta rồi đi trong đường lối của thiên chúa chúng ta sẽ được cứu sẽ được giải thoát bởi vì những ai ở trong thiên chúa sống tin tưởng cậy trông phó thác ở thiên chúa chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ nói như ngôn sứ Jeremia thiên chúa sẽ đứng ở bên người ấy là trang chiến binh chiến đấu cho người ấy khi chúng ta phải phụ thuộc vào người nào ở giữa thế gian này thì chúng ta thấy cũng là sự hãnh diện may mắn nhưng mà người ta cũng chỉ giúp chúng ta được một công việc nào đó hay một khoảng thời gian nào đó còn Jeremiah các thánh các thổ phụ cho chúng ta một kinh nghiệm cậy trông ở nơi Thiên Chúa, chúng ta sẽ không phải thất vọng. Cậy trông ở nơi Thiên Chúa, Chúa sẽ binh đỡ chở che chúng ta. Cậy trông phó thác tin tưởng ở nơi Thiên Chúa, Chúa sẽ chiến đấu thay cho chúng ta. Nên đây còn nhớ tới những cái câu chuyện hay là kính ông, chính ông bà, anh chị em cũng đã có kinh nghiệm Thời nhỏ chúng ta đi ra đường Rồi gặp những người cũng hay trêu chọc trẻ con Dậm chân, rồi quát tháo Có khi bắt nạt đấy Rồi chúng ta rất sợ Sợ đến phát khóc thét lên Nhưng rồi người ta nói rằng là Cũng đứa trẻ ấy mà nó đi ra đường hôm đấy nó đi với bố nó mà nếu bố nó mà cõng nó trên vai nữa công kinh nó trên vai thì đi qua cũng cái người hôm trước trêu nó nó không sợ gì cả và nếu để ý chúng ta thấy nhiều khi nó còn le lưỡi ra lêu lêu cái ông trêu nó nữa vì làm sao mà hôm trước nó đi một mình thì nó sợ hôm nay nó đi với bố nó thì nó không sợ gì nữa Ông kia trêu nó, nó còn trêu ngược lại Nó lẻ lưỡi ra, nó lêu lêu lại Hóa ra là có bố nó ở đấy Bố nó là nơi nó trông cậy Bố nó là nó nghĩ bố nó sẽ chiến đấu Và sẽ bảo vệ nó Cho nên nó chẳng sợ ai cả Nếu như trẻ con, nếu như người đời Còn cậy vào thế lực của người cha, người mẹ Của người mạnh thế hơn thì kính thưa ông bà anh chị em chúng ta đến chạy đến với chúa cậy trông ở nơi chúa chắc chắn chúng ta còn mạnh thế hơn nhiều vì chính chúa sẽ bảo vệ chúng ta và còn hơn thế nữa nếu chúng ta chạy đến với chúa cậy trông ở nơi chúa mà nên một với chúa ở trong chúa thì chính chúa sẽ ở trong chúng ta sức mạnh của thiên chúa sẽ là sức mạnh của chúng ta, quyền năng của thiên chúa sẽ ở trong chúng ta và thi thố trong con người của chúng ta. Mà nếu như vậy thì chúng ta còn sợ hãi điều chi? Thánh Phaolô bảo, phải chăng là chết chóc, hận thù chia rẽ chẳng có cái gì làm cho tôi tách khỏi tình yêu của thiên chúa? mà đã ở trong Thiên Chúa nên một với Thiên Chúa thì không còn sợ gì nữa. Vậy thì dừng thay nãy ngày hôm nay chúng ta cầu xin Chúa đến ở trong chúng ta thêm sức cho chúng ta để chúng ta can đảm mạnh mẽ để bất cứ điều gì cũng không làm cho chúng ta lo sợ sợ hãi. Chỉ có một điều đáng sợ ấy là chúng ta không có chúa. Hãy sợ vì mình xa rời chúa không có chúa còn có chúa thì chúng ta có tất cả sức mạnh của thiên chúa sẽ là sức mạnh của chúng ta quyền năng của thiên chúa sẽ là quyền năng của thiên chúa được thi thố trong con người của chúng ta và như thế chúng ta không còn sợ gì nữa vậy thì xin chúa đến ở trong con người của chúng ta để xin chúa thánh hóa và chúc lành nâng đỡ, trở che và trở thành sức mạnh ơn cứu độ của chúng ta. Amen.